Sư phụ, có người biểu tình ngoài cổng. Ngài nói to, đưa họ vào trong này. Pháp của sư phụ là điều mà Ngài đã nói rằng tôi giúp mọi người quay về nhận biết nội tâm của chính mình. Tôi không dạy bất kỳ cái gì gọi là tôn giáo. Tôi chỉ dạy người ta thấy được bổn tâm. Tôi chỉ dạy người ta biết tự giác, hoàn toàn có ý thức sáng suốt trong một cách tự nhiên. Với tâm thái bình thường an ổn, hoàn toàn tĩnh lặng ý thức như vậy, bạn sẽ thấy thoải mái, căn bản là cảm thấy hài lòng và có thể quan sát. Trong tình huống như vậy, bạn có thể quan sát, bạn luôn có ý thức làm chủ. Khi sư phụ nói về lòng tin, Ngài luôn nói, tôi luôn có niềm tin, đó là có niềm tin vào tự tánh của chúng sanh. Nhưng sư phụ luôn nói về sự tự tin hơn là niềm tin. Vì vậy, nếu bạn bắt đầu nói chuyện với mọi người, thì đầu tiên bạn phải tự tin nơi bản thân của chính mình. Về cơ bản, mọi người đều có cùng xuất phát điểm với bạn. Điều đầu tiên mà sư phụ luôn thực hiện khi nói chuyện với người khác là tìm hiểu về hoàn cảnh và đặc điểm của người đó và sử dụng phương pháp thích hợp, lấy kinh nghiệm của họ làm điểm mốc, không cần phải cố chứng minh mình là Phật tử hoặc thể hiện rằng mình thông minh hơn người khác. Một khi bạn tỏ ra như vậy, sư phụ sẽ đánh vào đầu bạn. Ngay khi bạn cố tỏ ra chứng minh điều gì đó về Phật Pháp, sư phụ sẽ sớm ngăn điều đó. Tôi nhớ lại đã có một nhóm người tụ tập biểu tình cái gì đó bên ngoài cổng. Vào thời điểm đó, một hội nghị tôn giáo đang diễn ra ở đây. Ngoài cổng là một đám người theo trào lưu chính thống, phản đối những kẻ dị giáo trong đạo Thiên Chúa. Họ đã ở ngoài cổng. Thưa sư phụ, có người đang biểu tình ngoài cổng. Ngài nói to, đưa họ vào trong này. Có người nói, không, sư phụ. Và Ngài bảo, được, vậy tôi sẽ đi. Ngài vào trong cái xe nhỏ của mình, bởi vì Ngài có một cái xe góp nhỏ. Và Ngài đi ra ngoài bảo người ấy, vào trong đi. Chúng tôi sẽ để các vị ở hàng trước. Các vị sẽ là người diễn thuyết đầu tiên. Chúng tôi muốn nghe các vị nói cái gì. Cứ vào đi, rồi các vị sẽ được nói. Rồi sư phụ mời anh ta và nói, bên ngoài nóng lắm, nhiệt độ buổi chiều khoảng 40 độ. Trời nóng quá, không nên biểu tình bên ngoài. Sao không vào trong để biểu tình cho mát mẻ? Sư phụ nói, anh có thể vào và biểu tình bên trong, bởi vì bên trong mát hơn bên ngoài. Và anh nói, chúng tôi lắng nghe. Các vị có ý kiến rất hay, chúng tôi rất muốn được nghe. Họ cũng vào trong, họ ngồi ở hàng ghế đầu. Được rồi, giờ hãy diễn giảng cho chúng tôi. Và chúng tôi ngồi cả ở đó. Họ nói quan điểm của họ. Sư phụ cũng ngồi ở đó lắng nghe. Ngài nói, ồ, điểm này rất thú vị. Sau đó Ngài đặt một số câu hỏi về điều đó. Năm ngoái, trong hội nghị nghiên cứu tôn giáo, tôi đã có một vấn đề lớn trong ngày đầu tiên. Đó là vấn đề gì? Xem nào. Tôi không biết gọi đó là gì. Đạo Thiên Chúa mới, Cơ Đốc giáo mới hay Đạo Công giáo mới? Tôi không biết tên chính xác. Cuộc họp chỉ mới bắt đầu. Vào ngày đầu tiên họ đến trước cổng, khẩu hiệu được viết bằng tiếng Anh. Hành vi quỷ quyệt của ngươi không thể che mắt Chúa Giê-xu. Chúa đã nhìn thấu những thủ đoạn của ngươi. Họ biểu tình phản đối như thế ở lối vào. Đệ tử của tôi sợ hãi. Một đệ tử đến gặp tôi run rẩy báo cáo. Sư phụ, có rất nhiều người đang biểu tình phản đối ở trước cổng. Chúng ta nên làm gì? Điều này không tốt chút nào. Chúng ta cần nghĩ làm thế nào để đối đầu với họ. Tôi nói, họ là người biểu tình. Biểu tình là tốt. Sau đó tôi sẽ đi đến quỳ lạy họ. Tôi đoán họ sẽ rời đi sau khi được khấu đầu. Những đệ tử này của tôi nói,
Làm sao họ có thể hiểu khấu đầu là cái gì chứ? Sư phụ lạy họ, nhưng họ sẽ chẳng hiểu cái gì cả. Tôi nói, nếu họ không biết, tôi sẽ đi đến và khum khum cả lưng cho họ thấy. Chắc họ sẽ hiểu thôi. Được rồi, tôi sẽ đi thử. Tôi đi xe gốp của tôi. Xe gốp là cái xe mà người ta sử dụng khi chơi gốp. Tôi không biết chơi gốp, nhưng ở Vạn Phật Thánh Thành, tôi có một chiếc xe nhỏ như vậy. Cái xe đó của tôi, mặc dù nhỏ, nhưng có thể chở 7 hoặc 8 người. Đại thừa Phật giáo là như vậy. Tôi đã mang theo một đệ tử tóc vàng và trông nghiêm nghị. Hẳn là vị thần mặt đen trong Vạn Phật Thánh Thành. Vị thần mặt đen là gì? Người này là người Mỹ, cao bằng tôi, người to đậm, xương cũng rất dày. Tôi yêu cầu cậu ấy làm phiên dịch cho tôi. Cậu ta trông giống như một vị thần. Tôi đã đi cùng cậu ta. Cậu ta giúp tôi phiên dịch ở mọi nơi tôi đến. Tôi nói, này, những người bạn của tôi, đứng đây nóng lắm, chảy mồ hôi cả người đấy. Hãy vào bên trong Vạn Phật Thánh Thành và biểu tình. Tôi chào mừng các vị. Tôi nói tôi có nhiều cây bên trong, có nhiều tòa nhà. Nếu các vị ở trong, sẽ không quá khó chịu nếu tổ chức một cuộc biểu tình dưới gốc cây. Các vị sẽ không bị nướng cháy dưới ánh nắng mặt trời. Nếu các vị sẵn lòng, nếu các vị cảm thấy mệt mỏi khi đứng dưới gốc cây, các vị sẽ được mời vào trong nhà để biểu tình. Lúc biểu tình trong nhà, nếu các vị cảm thấy hơi bị mệt vì đứng lâu, hãy ngồi xuống và tiếp tục phản đối. Nếu các vị lại thấy mệt vì cứ phải ngồi mãi để mà phản đối, vậy các vị có thể nằm xuống để phản đối. Khi nằm xuống mà biểu tình, nếu các vị tự nhiên thấy buồn ngủ, điều đó thậm chí còn tốt hơn. Nếu các vị thấy cảm lạnh, tôi sẽ đưa các vị cái chăn để các vị đắp. Khi các vị vào bên trong, nếu khát, tôi sẽ đem nước cho các vị uống. Nếu các vị muốn uống trà, tôi sẽ cho trà. Nếu các vị muốn cà phê, tôi sẽ cho cà phê. Muốn đồ uống có ga, tôi sẽ cho đồ uống có ga. Các vị muốn gì, tôi sẽ cung cấp cho các vị tất cả mọi thứ để có thể biểu tình ở đây. Nếu đói, các vị có thể ăn ở đây. Nếu buồn ngủ, các vị cứ ngủ ở đây. Tất cả chúng ta là bạn bè. Khi các vị vào trong biểu tình và cảm thấy cuộc biểu tình như thế chưa đủ mạnh, các vị muốn chửi mắng tôi sẽ để các vị mắng chửi tôi thoải mái. Nếu các vị nghĩ là mắng cũng chưa nhằm nhò gì và các vị muốn đánh tôi sẽ không bao giờ chống cự. Tôi sẽ để các vị đánh tôi cho đến khi các vị thấy vừa lòng. Ngay cả khi các vị đánh tôi vẫn hoan nghênh các vị biểu tình. Nếu vẫn cảm thấy khó chịu và chưa nguôi giận, các vị có thể lấy kiếm mà giết tôi cũng sẵn lòng. Tôi sẽ không chống lại. Tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy? Tại sao tôi giống như vậy? Đó là bởi vì tôi có tinh thần của Chúa Giê-xu. Nếu tôi nói với bạn điều này, tôi nói cách này, những người biểu tình đó, người nọ nhìn người kia, cứ nhìn qua, nhìn lại mà chẳng biết nói gì với nhau. Có một sự đồng ý ngầm giữa họ, trong lòng họ tự hiểu với nhau, họ ra dấu cho nhau, thôi, đi về nhà. Về nhà rồi thay đồ, không còn hung hăng nữa, ăn mặc như những người nghèo, rất vô lý. Họ đã thay những bộ vest lịch sự đến đây để tham dự một cuộc họp. Họ cũng tham dự cuộc họp. Điều này sẽ gia tăng số lượng người tham gia, tăng thêm thành viên mới. Ở đó chúng tôi đã nói chuyện, mỗi người đưa ra quan điểm của mình về cải cách tôn giáo. Bây giờ chúng ta nên giải quyết các mối quan hệ giữa các tôn giáo, tôn trọng lẫn nhau. Khi thảo luận về vấn đề này, chúng tôi đã có một cuộc họp rất vui vẻ.
Cuối cùng có một linh mục nói rằng, những người này, chúng tôi thực sự không biết làm sao với họ. Mỗi năm, họ gây ra rất nhiều rắc rối cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể gọi cảnh sát đến để dẹp họ đi. Nhưng dù cảnh sát có đuổi họ đi, họ vẫn cứ đến nữa. Không dễ gì thoát khỏi họ, chẳng làm gì được. Những kẻ lưu manh như vậy, cách mà thầy dùng trong ngày hôm nay, đó là cách tốt nhất. Chúng tôi cũng sẽ làm tương tự như thế cho lần sau, học theo cách của thầy. Tôi nói đây không phải là phương pháp của tôi, mà là công phu nhẫn nhục của Phật giáo. Ha ha ha,